Classen. Cô chào tất cả các em. Chào mừng các em quay trở lại với tiết học của chúng ta ngày hôm nay, đó là tiết học số 2 trong bài số 2 của mình. Thì chúng ta đang học tới trang số 40 trong quyển sách Student Book I Learned Smart Word. Phrase 7. Chúng ta đang học tới cái quyển I Learned Smart Word mà trang số 40 nha các em. Sách giáo khoa. Rồi, trong tiết học này chúng ta sẽ tìm hiểu về phần ngữ pháp Indefinite and Definite Articles. Chúng ta sẽ tìm hiểu về mạo từ bất định và mạo từ xác định. Mạo từ bất định và mạo từ xác định là như thế nào? Thì ở đây khi mà chúng ta nhìn sơ qua thì chúng ta sẽ thấy nó sẽ có 3 mạo từ các em cần lưu ý. Đó là a, có nhiều lúc người ta sẽ đọc là a, an và the, ha, ba cái mạo từ này. Nhưng trước tiên thì chúng ta sẽ nhìn cho cô cái bức tranh này. Thì trong bức tranh này, người đàn ông đang đặt một câu hỏi: Do you want a red apple or a green apple? Con thích quả táo màu đỏ hay là quả táo màu xanh? Thì đứa con mới trả lời là I want the red apple. Con muốn quả màu đỏ. À, vậy thì ở đây các em sẽ nghe và lặp lại cho cô nha. Trước tiên thì chúng ta cùng nghe ha. Unit 5. Food and drink. Lesson 2. Track 54. Grammar. Listen and repeat. Do you want a red apple or a green apple? I want the red apple. Rồi, vậy thì ở đây khi nào chúng ta sẽ dùng a và khi nào chúng ta dùng the? Thì các em nhìn cho cô cái khung bên tay phải của mình. We use a, an with singular nouns when we talk about something for the first time. Chúng ta sẽ sử dụng từ a hoặc là từ an với một danh từ số ít. Một danh từ số ít nha. Khi chúng ta nói về một thứ gì đó lần đầu tiên, giống như người bố này đang hỏi cậu bé này lần đầu tiên, đúng không? Nhắc tới cái quả táo này lần đầu tiên, đó là quả táo màu đỏ hay là quả táo màu xanh, thì hai cái quả này mình đang nhắc đến lần đầu tiên, thì chúng ta sẽ dùng cái mạo từ a hoặc là an. Còn em nhìn cho cô. Còn khi mà cậu bé này trả lời I want a red apple thì cậu ấy không có dùng a red apple mà cậu ấy dùng the red apple, nghĩa là cái chữ red apple này đã được ông bố nhắc lần đầu tiên rồi, dùng a rồi. Thì khi mà cậu bé này nhắc lần thứ hai hoặc là lần thứ ba sau đó thì mình phải dùng chữ the, có nghĩa là mình đã xác định được cái danh từ rồi, xác định được cái vật này rồi thì chúng ta sẽ dùng the. Em hiểu không nào? Tức là những cái danh từ nào mà nhắc lần đầu tiên á thì chúng ta sẽ dùng a in. Còn danh từ nào nhắc lần thứ hai hoặc là chúng ta đã biết tới cái đó rồi thì chúng ta sẽ dùng chữ the. Thì a in này cô gọi đó là indefinite. Có nghĩa là mạo từ bất định. Còn definite article là chữ the này nè, là xác định. Rồi, đó là một cái. Cái thứ hai em nhớ cho cô nè, khi nào chúng ta dùng on? Khi nó sẽ đứng trước những cái danh từ bắt đầu bằng những nguyên âm như chữ A, chữ E, chữ I, chữ O, chữ U. Anh, ốm, em, ủ ỉ ha. Hoặc là em nhớ bằng cách chữ ế oải, tùy các em. Thì nhớ tất cả những nguyên âm này, đằng trước những nguyên âm này chúng ta dùng từ an cho cô. Cô lấy ví dụ nè. Em thấy từ red này nè, apple, từ red này thì nó bắt đầu bằng chữ R, đúng không nè? Chữ R đâu phải là nguyên âm, nó là phụ âm. Thì cô dùng từ a. Còn em nhìn xuống ở đây cho cô có chữ ice cream. Ice cream thì bắt đầu bằng chữ y ngắn thì đó là một cái nguyên âm thì em phải dùng từ an cho cô. Hiểu không nè? Ví dụ ha. I bought a can of beans. I put the can of beans in the cupboard. Thì cũng là cái lon
lon đậu này, nhưng mà lon đậu xuất hiện đầu tiên thì dùng a, lon đậu xuất hiện thứ hai thì dùng the. Cái xuất hiện đầu tiên dùng a in, cái mà xuất hiện thứ hai thì lại dùng the cho cô. Rồi, I ate an ice cream. The ice cream was chocolate flavored. Thì ice cream nhắc lần đầu tiên dùng an, ice cream nhắc lần thứ hai dùng chữ the. Rõ chưa nè? Đơn giản ha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập. Bài tập phần B, unscramble the sentences. Em sẽ sắp xếp tất cả những từ theo một trật tự đúng cho cô. Number 1. Câu số 1. Put the box of chocolate on the table. Đặt hộp sô cô la trên bàn. Rồi, câu số 2. Tìm cho cô ha. Từ nào viết hoa? Từ he. Đặt từ he ra đầu. He. Rồi, sau đó tới động từ. Động từ chúng ta sẽ có từ eat. He ate. Eat cái gì đây? Anh ấy ăn cái gì? Eat an orange. Anh ấy ăn một quả cam cho bữa ăn sáng. For breakfast. He ate an orange for breakfast. Alright. Number 3. This is a big bag of rice. Again, this is a big bag of rice. All right. Very good. Number 4. Can you get me a bag of tomatoes? Can you get me a bag of tomatoes? Number 5. Put the eggs in the fridge, please. Put the eggs in the fridge, please. Number 6. I bought a bag of flour and two bottles of oil. I bought a bag of flour and two bottles of oil. Okay. Đây là đáp án. Các em nhìn cho cô đáp án và sửa bài ha. Okay, we turn to task C. Read the paragraph and fill in the blanks with the correct articles. Các em sẽ đọc cho cô cái đoạn văn này và điền vào chỗ trống mạo từ thích hợp. Chúng ta sẽ có 3 mạo từ. Mạo từ a, mạo từ an và mạo từ the. Cô nhắc lại. A, an khi các em nhắc đến lần đầu tiên. Và the khi em nhắc đến lần thứ hai. Kelly went shopping to buy her groceries. She bought. Đây. She bought. Cô ấy đã mua. A packet of cookies. Lần đầu tiên nha. A. Điền a vào cho cô. A packet of cookies. A bottle of cola. An apple pie. A carton of eggs. Some potatoes. A can of beans. And a large carton of milk. She ate. Cô ấy ăn. Cookie.
Bây giờ em thấy cookie này đã được nhắc tới rồi ở đầu tiên. Thì đầu tiên chúng ta đã dùng an. Thì lần thứ hai này các em phải dùng chữ the cho cô. She ate the cookie with her friend before lunch and you fought of the eggs to make cake for her sister's birthday. She ate some beans for lunch and ate some of milk. Milk thì chúng ta phải dùng the milk. Danh từ mà không đếm được không có dùng an nha. The milk to a cup of coffee. Tách cà phê nhắc đến lần đầu nè. A cup of coffee. To make her dinner, she took a bag of rice out of the cupboard. She cooked some of the rice. À, rice đã nhắc đến ở phía trên rồi. Thì xuống dưới đây phải là the rice with some vegetables. It was delicious for dessert. For dessert, she had an apple pie, alright? Ok, đây là đáp án. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp tới phần nhiệm vụ D. What did your mom buy from the supermarket last week? In pairs, choose three things and tell your partner where she put them. Bây giờ các em sẽ làm việc theo cặp cho cô nha. Em sẽ chọn ra ba thứ và em sẽ kể lại cho bạn của em. Em sẽ đặt chúng ở đâu. Và ba thứ này là ba thứ mẹ của em đã mua từ siêu thị hồi tuần rồi. Được chưa? Ví dụ ha. My mom bought a carton of milk. She put the carton in the fridge. Mẹ của mình mua một hộp sữa. Bà ấy đặt hộp vào trong tủ lạnh. Thì nhớ cho cô nha. Hễ các em nhắc lần đầu tiên thì dùng an. Và lần thứ hai thì em phải dùng chữ the cho cô thì mới đúng ngữ pháp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tiếp tới phần pronunciation. Đó là phần phát âm. Các em sẽ được học phát âm của những cụm punch up, bash up. Ha, bây giờ các em nhìn cho cô phần B nha. Listen and notice the sound changes of the underlying work. Unit 5. Food and drink. Lesson 2. Track 55. Pronunciation. Notice the sound changes of the underlined words. A bunch of bananas. A bag of sugar. Em nghe không nè? A bunch of. Cái chữ CH này nè, người ta đã nói qua với chữ of. Mình đọc là chop. A bunch of bananas. A bag of sugar. A bag of. Chữ G này nói qua chữ of. Job. Sugar. Alright? Em nghe lại cho cô ha. A bunch of bananas. A bag of sugar. Alright. Ok. Rồi bây giờ qua phần C, các em sẽ nghe và em sẽ gạch bỏ cho cô cái câu mà không có theo sau bởi từ ờ. Phần C. Unit 5. Food and drink. Lesson 2. Track 56. Pronunciation. Listen and cross out the sentence that doesn't follow the note in A. There's a bunch of bananas. There's a bag of onions. Vậy thì ở đây đáp án sai sẽ là there's a bag of onions. Sai. Nó không có nói từ qua. Đáp án là there's a bag of onions. Alright. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua tới cái phần practice thôi.
Phần practice này đó là phần practice luyện speaking, luyện nói chung với những bạn ở trong lớp, đồng thời cũng là cái phần mà chúng ta sẽ luyện về ngữ pháp của chúng ta. Các em sẽ thay phiên nhau nói nơi đặt những cái đồ tạp hóa này. Chúng ta sẽ có cái gì đây? Tủ lạnh là fridge nè, tủ chén là cupboard nè, bồn rửa tay là sink, alright, sink. Rồi, mình sẽ có là banana, rice, a bag of rice. Rồi, mình sẽ có một lon gì đó, một hộp, a box of chocolate, vân vân. Thì các em xem mình sẽ đặt những vị trí này vào trong đâu nha. Và các em nhớ chúng ta phải dùng đúng cái containers, là cái hộp đựng cái đồ chứa của những cái từ này nha các em. Rồi, phần speaking là phần đặt câu hỏi và trả lời, mình cũng làm với bạn trong lớp nha. Alright, thank you very much for listening my video. Cô cảm ơn tất cả các em đã theo dõi video của cô. Cô hẹn gặp các em trong những video tiếp theo nhé. Goodbye!